Sở trường của Đức Phước là các cự ly 800 và 1500m. Như vậy là phần thi chung kết nội dung chạy 1500m dành cho nam đã bắt đầu. Và tất cả chúng ta sẽ cùng hướng sức tập trung vào chân chạy mang số áo 807 Lương Đức Phước, đại diện của đoàn thể thao Việt Nam. Đây là những mét thi đấu đầu tiên và Lương Đức Phước chưa phải là người dẫn đầu. Dù sao thì với cự ly 1500m thì các vận động viên sẽ có những chiến thuật khác nhau nhằm phân phối sức lực cho từng thời điểm. Hiện tại thì Lương Đức Phước chưa bị bỏ cách quá xa so với vị trí dẫn đầu và anh cũng đang dần vươn lên. Lương Đức Phước hiện tại đang xếp ở vị trí thứ tư. And Miss Kayla Anish Richardson Michael from the Philippines, who has won the bronze medal for the 200-meter run for women. Thank you. Phước đang dần bị tụt lại phía sau, nhưng dù sao cách biệt cũng không phải là quá lớn. Dẫn đầu lúc này đang là vận động viên đến từ Timor Leste. Có Lương Đức Phước của chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 7. Cái biệt đang ngày một nới rộng. Lữ Đức Phước đang bắt đầu tăng tốc. Giờ sẽ là những mét nước rút. Nhóm dẫn đầu đang bắt đầu có những sự xáo trộn rồi. Vận động viên của Timor Leste không còn duy trì được vị trí của mình nữa. Lúc này người dẫn đầu là đại diện của Philippines. Trong nhóm dẫn đầu đang có hai người của Philippines. Lữ Đức Phước vẫn đang cố gắng để bám đuổi. Đây là vòng chạy cuối cùng. Đức Phước đang bứt tốc. Anh dần vươn lên vị trí thứ 5 rồi. Tất cả các khán giả tại sân vận động Mỹ Đình cũng như là người hâm mộ trên truyền hình đều đang cổ vũ cho Lương Đức Phước. Chúng ta hãy cùng kỳ vọng là Lương Đức Phước sẽ làm nên kỳ tích ở những mét cuối cùng của lượt chạy chung kết nội dung 1500m dành cho nam. Những mét nước rút. Lương Đức Phước. Đức Phước đang vươn lên. Tuyệt vời. Đó là Lương Đức Phước. Và chúng ta có tấm huy chương vàng nội dung chạy 1500m dành cho nam. Ở cự ly này, đoàn thể thao Việt Nam đã thâu tóm cả hai tấm huy chương vàng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Buổi sáng, chúng ta đã chứng kiến thành tích tuyệt vời của Nguyễn Thị Oanh và bây giờ là Lương Đức Phước. Lương Đức Phước không hề tỏ ra nổi bật trong phần lớn thời gian thi đấu cùng các đối thủ, nhưng ở những mét nước rút cuối cùng, những sải chân tuyệt vời của mình đã giúp Lương Đức Phước mang về thêm một tấm huy chương vàng nữa cho đoàn thể thao Việt Nam.